này. Con này là ốc gì? Ốc đó là ốc Pháp, ốc vôi á. Nó nhiêu tiền một kg? Dạ, ốc đó 50, còn cái này thì 30. À. Cái này thì 40. Lộn xộn thì 40. À, lấy chỗ 40 lên cho chị Thảo ơi. Con này về làm gì đó? Về làm gì? Gỏi chắc nhỏ. Thôi nó sống này. Ui nó sống à? Có 50.000 1 kg. Hả? Bốn ký rưỡi. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại thị trấn Liên Hương thuộc huyện Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận. Đây hôm nay tôi đang đứng tại một cái đây chỗ vùng binh, đây là một cái chợ. Hôm nay tôi sẽ mời, tại vì hôm nay chúng tôi đi tổ chức picnic cho nên tôi sẽ đi mua sắm ở cái chợ Liên Hương này, và tiện tôi quay giới thiệu với quý vị và các bạn luôn. Tại cái chợ Liên Hương này nó cũng khá là lớn, rất là lớn, nhưng đặc biệt thì nó có một cái khu chợ hải sản cực kỳ lý tưởng cho những bạn nào mà thích đam mê ăn hải sản thì quá là tuyệt vời luôn. Thì đây tôi đang đứng tại một cái bên này là cái bãi đỗ xe này. Tôi thích nhất cái khu chợ này là nó có một cái bãi đỗ xe, kia có chữ B cái đó. Đỗ xe là đây một cái bãi đỗ xe, tại vì để cho người ta có cái bãi đỗ xe nó không bị vi phạm. Đây các quý vị và các bạn nhìn thấy cái thị trấn này rất là phát triển luôn. Đó, thì cái khu bên này là cái chợ, khu chợ đây là một cái chợ dân sinh, thì cái khu bên này nó là cái chợ mà bán tất cả các loại mà đấy như quần áo, cỡ là thập cẩm thì nó nằm phía bên này đường. Thì quý vị và các bạn mà đi từ quốc lộ 1 vào á, từ cái ngã tư của để vào thị trấn Liên Hương á, thì quý vị và các bạn nó sẽ nằm bên phải. Thì tại vì hôm nay chúng tôi tập trung vào đi mua hải sản để tối nay chúng tôi ăn và để picnic á, cho nên tôi sẽ chỉ tập trung vào quay cái chợ hải sản để giới thiệu với quý vị và các bạn. Nếu những ai mà đi phượt hoặc là cắm trại hoặc là chúng ta có thể nấu nướng được thì chúng ta sẽ ghé qua cái chợ này để mua hải sản, nó rất là rẻ luôn mà nó đa dạng các loại mặt hàng thập cẩm luôn. Nói chung là hải sản rất là ngon luôn, vì cái khu vực Bình Thuận này hải sản nó rất là ngon, nó gồm các loại là ốc ác nhiều, đa dạng lắm. Thì cái chợ hải sản thì nó lại nằm bên phía bên kia đường đó. Rồi thì tôi giới thiệu với quý bạn luôn là cái đường này thì nó nằm trên cái trục đường mà để ra cái khu du lịch mà cái chùa Cổ Thạch, chùa Hang á. Thì trước tôi cũng quay một cái video về cái chùa này rồi. Thì còn vào cái bãi đá Bảy Màu thì nó nằm ngay cứ thẳng cái đường này thôi, là chạy đi thẳng tuột ra là nó ra đó đến cái khu du lịch bãi đá Bảy Màu và cái chùa Hang và cái khu du lịch đó Cổ Thạch. Rồi thôi mời quý vị và các bạn cùng tôi chúng ta đi tham quan cái chợ này và để mua sắm luôn, cùng với tôi mua sắm với lại hôm nay chúng tôi một cái phái đoàn đi cùng đang tiến hành đi dạo rồi. Rồi mời quý vị và các bạn cùng với tôi đi tham quan và xem cái chợ này như thế nào. Đây quý vị và các bạn, thì hồi nãy là tôi nói nó bị nhầm với cái con đường, cái đường này á, là bãi đá là chùa Cổ Thạch. Thì đi thẳng cái đường này, thì chúng ta sẽ ra cái bến tàu mà đi hòn câu á. Đó. Còn cái đường mà từ cái ngã tư từ quốc lộ 1 thì đi đường này, hoặc là cái bên hông này là cứ đi cái bên hông chợ này, bên cái đường kia đối diện là chợ hải sản luôn. Đây khu này thì buôn bán của chợ dân sinh thôi. Đó, gà đi đấy. Đó, mua gà thì ở đây. Đó, mua than đi nướng hải sản thì ở đây. Đó, than nó bán rất là nhiều đấy, quý vị đến đây không phải no, có người cung cấp hết. Đấy. Đó, bên này thì cái khu bên này thì cũng bán hải sản và bán đồ cá rồi các loại luôn. Đó, bên này thì bán thùng đóng hải sản để cho quý vị và các bạn đóng hải sản mang về để mua ở phía bên này. Thì đây, cái đường này là từ cái bùng binh của quốc lộ 1 chúng ta đi vào đúng thẳng với chợ luôn, chợ hải sản luôn. Đi, mời mọi người đi qua bên này đi. Đây mới là chợ hải sản. Đây là phái đoàn của chúng tôi. Đâu đi? À đây, phái đoàn đang. Em làm sẵn rồi, chị về chị ăn thôi. Cô mấy tí cho móng tay. Tay ở đây. Rất là nhiều hải sản đó quý vị. Đây này, quay hải sản ngon, quá ngon luôn. Các loại ốc. Trời, ốc còn ăn em trai đầy đủ luôn hả anh? Ốc nhảy hả anh? Ốc nhảy á. Em nhờ em đi em tham khảo tí. Đầy đủ mặt hàng luôn. Ốc chảy này, đây là ốc bàn tay đúng không? Đúng rồi, đó bàn tay, có ốc nhảy. Ốc nhảy. Ui, con này con ốc nhảy này dám ăn. Cái đó là bàn tay á anh, con anh còn luôn là bàn tay á, bỏ ra bàn tay giùm em nha. Cái này cũng được chảy nó luôn à, là sống thẳng quá. Đâu anh cứ đi đường kia, anh đi đi. Con này là cái con gì đây chị? À, ngon quá nhỉ. Cho em nhờ em tham khảo, em quay tí nhá chị nhá. Là ốc khế nó là con này. Con này là ốc gì? Ốc đó là ốc Pháp, ốc vôi á. Nó nhiêu tiền một cái? Dạ ốc đó 50, còn cái này thì 30. À. Cái này thì 40. Lộn xộn thì 40. À, lấy uống lên cho chị Thảo ấy. Mua không? Hả? Em đi một chút xíu tí nữa em quay lại nhá, em cảm ơn nhá. Tí nữa quay lại mua. Ôi giời, ốc này, ốc rác này. Ốc rác này bán bao nhiêu một? À. Cho anh nhờ anh. Thôi rồi này sợ. Tí nữa em đi em qua em lấy, em đi một vòng chờ cái đó. Đá chưa? Ôi à, chợ này thì nó là cái chợ gần như kiểu tự phát đấy quý vị. Ôi giời, sò đẹp như núi luôn. Đi à? Ôi giời, ngon quá. Ôi, ốc giá kìa, nhiều thật. Đây, bây giờ tôi là tín đồ của hải sản, cho nên tôi nhìn thấy hải sản chỉ muốn mua thôi. Nhìn mê quá. Cái kia phái đoàn của tôi đang đi vào trong kia rồi nhưng mà. Ôi, con ốc này ngon chưa này. Ốc đá chưa? Ốc này ốc gì đây chị ơi? À, nhìn ngon chưa? Ghẹ ngon chưa? Còn cái ốc này, ôi ốc ngon nhỉ? Cái ốc sau những cái ốc này mình thấy lạ nhỉ? Ốc lớn mình bán ốc cho. Hả? Ừ. Còn ốc hương thì nhìn, con ốc hương đã nhỉ? Lại rồi. Đâu phái đoàn của mình đâu rồi? Đây ốc rác này, còn cái ốc kia là ốc gì vậy? Ốc tai tượng. Nó sống không nhỉ? Sống. Cái đó bán sao vậy? Quá bà bảy hả? Ốc tai tượng bao nhiêu ký bảy? Hả? Ốc tai tượng ký. Ốc đó mua dùm cho ta. Nhưng mà bình thường là bán bao nhiêu tiền cô? 50.000 ký. 50.000 ký à? Ngon quá nhỉ? Bê thử một con. Không mua chị ơi. Dạ. Bước vào bê thử một con đi. Con này bê to kìa. Ui rồi, ôi nó sống như thế này. Nó sống như thế này. này về đạp thì nó về đạp thì gỏi chắc nhỏ. Thôi nó sống này. Ui nó sống à? Có 50.000 1 kg. Hả? Bốn ký rưỡi. Ui giời, ngon quá nhỉ. Còn cái ốc này ốc gì đây cô? Vôi đỏ kìa. À ốc vôi đỏ, vừa nãy hỏi mà nghe không rõ. Ngon quá, nhìn cái gì cũng... Con ốc bự làm được cái món gì chị? Đây là ai cũng có được. Dạ? Nó dở lắm. À ruột nó dở lắm mày. À, đi bỏ chơi thôi. Nhưng chắc là chế biến, biết cách chế biến khéo cũng ngon đấy cô nhỉ? Tại vì ở ngoài này nhiều đồ quá mà cho nên mọi người thấy không ngon thôi. Đi chúng ta đi dạo một vòng nữa. Cái chợ này mình đúng là mình tại tín đồ hải sản cho nên nhìn cái gì cũng mê luôn. Rất chỉ muốn mua thôi. Chơi anh đi tham quan đấy đi rồi. Ôi, ngon quá. Tại đi cùng với phái đoàn cho nên thôi phái đoàn mua sao thì. Đâu rồi cánh đây bên này. Cho hai bà này mua được cái gì chưa đấy? Mua được 3 kg tôm rồi. Đâu mua tôm nào? Tôm đây. À. Có mua ấy không? Mua ốc ác gì không? Vừa nãy em nhìn thấy con ốc kia mà chị Tín bảo ốc mỡ mà em là người kim chi. Tí nữa mua một cái thau con nộn xộn các loại đấy. Dạ, về nộn. Tí anh quen anh thì. Không đây là em biết ra ngoài kia là nộn xộn. Đi ra đây mua con bạch tuộc. Đi. Mua tuộc lớn cũng được. Tuộc trứng này ăn ngon này. Thì mọi người mình đi theo mọi người mua sao mình ăn vậy. Đi vào trong này tí rồi ra thì... Ôi cái con này. Con gì đây? Nó dày nhỉ. Dạ. Cho em giờ em quay chút thôi chị. Có 10.000. Nhưng tại vì đi cả cho nên có 10.000. Bảo mấy đứa ấy mua như cái thau kia kìa. Mấy bảo mấy mua một cái thau kia. Không để tí nữa mình mua một vài thau. Ui giời mực. À, nhưng mà nó ít quá, đông người thì loại này thì bao nhiêu tiền một kg? À 700. Còn sống ấy chứ. Đấy nó sống hết mà đây này. Đó. Mà nó đông người quá thì mua cái này không bỏ gì. À, cảm ơn chị nhá. Ui giời, ốc rác này rất là nhiều nhỉ. Ốc nhảy này, đây là ốc nhảy này. Con này là con gì đây mà trông nó... Cá gì cô? Cá bùng binh này. À, con cá này bạn là con cá bùng binh này. Con này nướng được không? Con này nướng thì nói gì? À. Này nằm lẩu thì ngon đấy nhỉ. Hay là làm một con về nằm lẩu tối ăn lẩu. À, loại này nhiêu tiền 1 kg vậy? Chị ơi, loại này nhiêu tiền kg? 130. Bảo mấy đứa mấy chị em nó nghiên cứu rồi. Ghẹ gì đây ấy? Cái này ghẹ neo. Neo. À nó màu nó hay nhỉ. Cái loại này là nhiêu tiền một cái cân kìa? 350 1 kg. Anh đang coi chưa ngon đấy. À, em đi cùng với đám cánh kia mua rồi. Em đi em quay chút. Em cảm ơn chị nhá. Đây ngon quá. Cái con vừa đái mình ấy nó một cả đống luôn kìa. Bảo 10.000 á. Nó to như cái cổ tay. Rồi, thế này là cá rất rồi. Rồi đi ra ngoài, đi ra xem mọi người mua cái gì nhỉ? Được 3 kg tôm, 3 kg có mua, có đến ăn ốc ăn cước gì không? Bảo ăn ốc đây mà em cũng không quen, ở đây nó cái ốc gì cả ông. Không, ốc này lộn xộn. Đi vậy không, đi ra đây đã coi xem. Để không để anh ta xem anh mua cái mấy ký. Nó trong tủ đá nó không còn ngon. Mực, con mực to nhá. Con ở con kia cơ mà. Hết rồi, cái thau bán mất rồi. Con cá này mà nấu nổ ấy ngon đấy. Trăm ba một con ăn. Con này về tối là nấu nổ đây, vậy. Giống cái này không? Cái con này đâu có phải con lần trước mình nằm nào không? Con đó, con này con khác. Con này là cá, nó gọi là con cá bùng binh. Con kia là cá mú á. Cá mú nó khác, nó giống cái kiểu thôi, nhưng mà con cá này nó to đầu. Đi vào có mua ốc không? Hả? Đi mình vào mình mua mớ ốc đi. Thôi mọi người thì đây quý vị, mọi người thì cũng mua được khá là nhiều rồi, nhưng mà tôi mua thêm mấy cái ốc này nó quá là rẻ luôn. Rồi thì những ai mà đi ra Liên Hương này mà đi ra những cái khu du lịch ở ngoài này thì quý vị và các bạn đến cái chợ này nhá, mua hải sản cực rẻ mà đa dạng đó. Thôi chắc có lẽ là tôi cũng xin dừng cái video tại đây nha quý vị và các bạn. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những cái video tiếp theo nhé. Xin chào.